Và trước khi bước vào hội thi thì tôi xin được thông báo về tiêu chí quy chế thi, tiêu chí chấm điểm như sau. Ở phần thi chào hỏi, mỗi đội sẽ có tối đa 10 phút để thể hiện khả năng tuyên truyền quảng bá về địa phương gắn với truyền thống văn hóa lịch sử, đáp ứng tiêu chí mục tiêu quảng bá xúc tiến sản phẩm nông nghiệp nói chung và sản phẩm bưởi nói riêng. Hình thức thơ ca hò vè tiểu phẩm sân khấu có thể lồng ghép clip minh họa. Và điểm tối đa ở phần thi này là 100 điểm, trong đó tiêu chí chấm điểm cụ thể: nội dung sinh động, đúng chủ đề được 30 điểm, diễn xuất tốt 30 điểm, tiết mục tự biên tự diễn 20 điểm, trang phục đạo cụ đẹp 10 điểm. Tiết mục có sự sáng tạo, hình thức hấp dẫn, hiệu quả tuyên truyền tốt được 10 điểm. Và điểm trừ như sau: thời gian quá từ 1 đến 2 phút trừ 5 điểm, quá trên 2 phút trừ 10 điểm. Kết thúc phần thi của các đội là phần đánh giá của ban giám khảo. Ban giám khảo sẽ chấm điểm độc lập của từng đội thi bằng phiếu kín. Và điểm đánh giá của từng ban giám khảo sẽ được tổ thư ký tổng hợp và ban tổ chức sẽ công bố sau khi các đội hoàn tất vòng thi sơ khảo. Và để diễn ra phần thi đảm bảo thời gian quy định thì đề nghị các đội dự thi tập trung tại khu vực ban tổ chức đã sắp xếp để sẵn sàng bước vào phần thi khi người dẫn chương trình mời theo thứ tự chúng tôi vừa công bố. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên số 1 của huyện Phúc Thọ. Quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng động viên cổ vũ cho đội chủ nhà Phúc Thọ ngày hôm nay. Vâng, xin mời phần thi của đội Phúc Thọ. Phúc Thọ là vùng đất cổ thuộc châu thổ sông Hồng, mảnh đất và con người Phúc Thọ luôn để lại những dấu ấn sâu đậm. Nơi đây còn là địa danh lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử văn hóa, phong tục tập quán của các cộng đồng dân cư. Những tên đất, tên người, tên làng, tên xã và cả những kiến trúc nổi tiếng của đình chùa, đền miếu đều là niềm tự hào của người dân Phúc Thọ trong nền văn hóa xứ Đoài và Thăng Long Hà Nội. Huyện có 21 xã thị trấn với diện tích tự nhiên 118,49 km², dân số trên 20 vạn người. Là địa danh được hình thành sớm của lịch sử dân tộc, nơi hòa quyện giữa ba con sông, sông Hồng, sông Đáy và sông Tích, tạo nên vùng đất có truyền thống lâu đời và bề dày lịch sử, được thiên nhiên ưu đãi bồi đắp nên những cánh đồng, vườn cây hoa trái tốt tươi, một miền quê thanh bình với những lễ hội, phong tục tập quán cổ xưa phong phú đa dạng, được bảo tồn trong những làng quê thuần hậu, nghĩa nặng tình sâu. Đặc biệt nơi đây còn hết sức tự hào với hệ thống di sản văn hóa độc đặc, bằng nhiều giá trị nghệ thuật lịch sử, văn hóa đa dạng với 201 di tích. Trong đó gồm 3 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt: đền Hát Môn, xã Hát Môn, đình Tường Phiêu xã Tích Giang và đình Hạ Hiệp xã Liên Hiệp. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tận dụng mọi nguồn lực, chủ động phát huy nội lực, đưa kinh tế của huyện phát triển nhanh, chuyển dịch đúng hướng. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo phát triển theo hướng bền vững, nhiều mô hình sản xuất mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình trồng rau an toàn tập trung giá trị canh tác 600-800 triệu đồng một hecta một năm, mô hình chuyển đổi cây ăn quả trị giá từ 50-700 triệu đồng một hecta một năm. Có thể thấy mỗi đặc sản, mỗi sản vật nước tiếng của Phúc Thọ đều ẩn chứa nét văn hóa độc đáo, là nguồn tài nguyên quý giá, là động lực thôi thúc người dân Phúc Thọ cần làm tốt công tác gìn giữ, phát huy giá trị thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo nguồn lực nội sinh, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng huyện Phúc Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tôi đây. Chào hai ông bà. May quá gặp hai ông bà ở nhà đây rồi. Chào bà. Ông bà có nhớ
nhớ, hôm nay chúng ta tham dự hội thi bưởi do thành phố tổ chức không đấy? Ôi giời ơi, thi mới chạy không? Ôi, tôi đang buồn nấu hết cả ruột đây này. Hết ruột này? Ô thế, có chuyện gì mà ông bà lại buồn thế? À, chả là vườn bưởi nhà tôi đấy, mọi năm cái tầm này là tiêu thụ gần hết, chẳng hiểu tại sao năm nay. Ê, thế không biết bà à? Ồ, thế ông bà có biết vì sao bưởi nhà mình lại bị ế ẩm không? Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Thế vì sao thế hả bà? Ông bà Thúy Phượng này, mấy năm trước, hội nông dân thành lập chi hội nghề nghiệp để sản xuất quy trình theo quy trình Việt Gáp và theo tiêu chuẩn hữu cơ. Thế gia đình nhà mình lại không đăng ký tham gia. Đến nay, các công ty, các siêu thị về đã thu mua hết bưởi của chi hội rồi. Nhà tôi, nhà ông Ngân, nhà ông Tuấn đã bán được hết cả bưởi rồi đấy. Đấy, tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi, không có chắc nghe nữa đâu. Thôi, thôi, tôi biết rồi. Bà Thúy này, tôi cũng chủ quan, tôi cứ nghĩ vào chi hội nghề nghiệp, nó chỉ mất thời gian, nên tôi không tham gia. Ông Phượng này, bây giờ chúng ta phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào để thực hiện theo quy trình Việt Gáp và theo tiêu chuẩn hữu cơ, mà lại còn có cả mã QR code để truy xuất nguồn gốc nữa đấy. Bà Thúy này, thế thời gian tới, bà cho tôi xin vào chi hội nghề nghiệp được không bà? Ông Phượng này, thực hiện theo quy trình Việt Gáp và theo tiêu chuẩn hữu cơ, đòi hỏi người dân phải kiên trì, phải mất từ 2 tới 3 năm thì bưởi mới đạt chất lượng tốt. Và càng về sau thực hiện theo tiêu chuẩn hữu cơ thì càng thấy được tính ưu việt của nó. Và chúng ta sẽ cùng thay đổi nhận thức của người tiêu dùng không ạ? Đấy, tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi là đi sang nhà ông Ngân để học cách chăm sóc bưởi theo tiêu chuẩn Gáp. Ấy, thế mà ông không thể nghe tôi đâu. Bà Thị này, miễn sao đảm bảo được sức khỏe của người tiêu dùng và giữ vững được nhãn hiệu bưởi Tam Vân, và đặc biệt là tiêu thụ được bưởi gia đình nhà tôi, dù vất vả như thế nào, bà cứ cho tôi đăng ký bà nhé. Bà ơi, thế thì năm tới bà cho hai vợ chồng tôi vào chi hội bà nhé. Ông bà đã quyết tâm như vậy, tôi là tôi đồng ý luôn. Nhưng bây giờ là đến giờ thi rồi, tôi xin được mời ông bà đến với hội thi. Đến với hội thi, ông bà cũng sẽ được học tập kinh nghiệm về trồng, chăm sóc bưởi, quảng bá, tiêu thụ bưởi. Ngoài ra còn tôn vinh những người trồng bưởi nữa đấy. Ồ, thế thật thế hả bà? Vậy thì hai vợ chồng tôi nhất trí cả hai tay luôn. Vậy mình mời các ông bà trong đội văn nghệ để đi thi bà nhé. Đúng rồi, chúng ta đi thôi. Ông Ngân, ông Tuấn ơi! Ơi! Đến giờ đi thi rồi, chúng ta đi thôi! Tôi ra ngay đây! Đội thi huyện Phúc Thọ xin gửi tới quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội thi, Phúc Thọ là huyện thuần nông, có truyền thống là sản xuất nông nghiệp. Cùng với xu thế giảm dần diện tích cấy lúa, huyện đã chỉ đạo người dân phát triển sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, trong đó có cây bưởi. Kính thưa quý vị, trên địa bàn huyện Phúc Thọ có rất nhiều giống bưởi, chủ yếu là bưởi Tam Vân và bưởi Phúc Thọ. Bưởi Phúc Thọ chiếm 600 ha, khoảng 80% diện tích. Bưởi Tam Vân chiếm 140 ha, khoảng 18% diện tích. Trong đó xã Vân Hà chiếm khoảng 80% diện tích bưởi Tam Vân trên địa bàn toàn huyện. Sản phẩm của địa phương đã được đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản có mã QR code để truy xuất nguồn gốc. Ngoài việc tập trung chuyển dịch diện tích trồng trọt kém hiệu quả sang cây bưởi, huyện còn quan tâm xây dựng nhãn hiệu, quan tâm chất lượng và quảng bá sản phẩm bưởi của huyện. Năm 2015, huyện đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể bưởi Phúc Thọ, và năm 2021 nhãn hiệu tập thể bưởi Tam Vân. Cùng với công tác quy vùng trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm luôn được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm. Kính thưa quý vị, để phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với du lịch trải nghiệm trên địa bàn huyện Phúc Thọ, và quyết tâm xây dựng huyện Phúc Thọ trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến, người dân có kinh tế khá giả, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp. Phúc Thọ sẽ là điểm đến yêu thích của du khách và sẽ trở thành miền quê đáng sống. Ai về Phúc Thọ quê tôi, nông thôn đổi mới đang ngời sắc xuân. Đẹp sao ý đạo lòng dân, quyết tâm xây dựng ngàn lần đẹp tươi. Vui sao tình đất tình người, mồ hôi tô đẹp đất trời quê ta. Sông Hồng mắt lim phù sa, ngọt ngào Phúc Thọ đậm đà Tam Vân.
nông thôn mới bức tranh xuân, đường quê giải thảm sáng người sắc hoa, yêu sao Phúc Thọ quê nhà, con đường Đảng Trị mãi là mùa xuân. Tham dự hội thi ngày hôm nay, đội thi huyện Phúc Thọ gồm có các thành viên: Đảng ủy đội trưởng là tôi, công tác của hội hăng say nhiệt tình. Hoàng Vượng nổi tiếng thông minh, tuyên truyền vận động khắp vùng đều khen. Cao Ngân cùng với anh em thi đua lao động quyên tâm làm giàu. Mỗi tuần tôi lại đi đầu ứng dụng kỹ thuật làm giàu quê hương. Thanh Thúy nêu cao tấm gương phong trào tuổi trẻ soi đường tiến lên. Hôm nay hội tụ về đây, thay mặt tôi gửi lời chào đến ban giám khảo những người tài ba. Xin chào các bác gần xa, những người đang cổ động ta nhiệt tình. Đồng tôi giới thiệu về mình, nếu có đồng tình xin một tràng pháo tay. Tham dự hội thi ngày hôm nay, đội thi huyện Phúc Thọ với tinh thần giao lưu, học hỏi, tìm hiểu kiến thức khoa học, kỹ thuật về cách trồng bưởi, quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm bưởi. Rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của toàn thể hội thi. Vâng, xin được chúc mừng đội Phúc Thọ đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên, phần thi chào hỏi. Và sau đây, ban giám khảo sẽ cho điểm bằng phiếu kín và tổng thư ký sẽ tổng hợp. Chúng tôi sẽ công bố ở phần sau của vòng thi sơ khảo ngày hôm nay.